Câu số 1. Ở điều kiện thường, lưu ý là điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Cái này chúng ta dựa vào cái độ hiểu biết chúng ta thì hoàn toàn chúng ta biết được rằng là anh đồng là thể rắn, anh bạc là thể rắn đúng không? Anh kẽm là thể rắn, có anh thủy ngân là thể lỏng thôi. Thủy ngân thì thường được hay sử dụng nhiều ở bên trong những cái gì? Thủy ngân thì thường hay được sử dụng nhiều bên trong cái nhiệt kế thủy ngân, nhưng dĩ nhiên bây giờ không còn dùng nhiệt kế thủy ngân nữa rồi để cho tăng độ an toàn. Câu số 2, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Thế thì chúng ta thuộc cái câu nói sau của thầy này. Lâu nay không rảnh chơi phây. Lâu nay không rảnh chơi phây. Liti, natri, kali, rubidi, cesi và francis là những anh là kim loại kiềm. Được chưa? Vậy ở đây mình hoàn toàn mình chọn được ngay đáp án đúng, đáp án A, natri là kim loại kiềm. Câu số 3. Chất bột đích màu đen. Màu đen thì đá vôi làca co3, nó màu trắng không phải màu đen, nên loại. Lưu huỳnh là lưu huỳnh màu vàng không phải màu đen, loại tiếp. Than hoạt tính là carbon đúng không, là màu đen. Thạch cao là caso4 là màu trắng, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Màu đen này hấp thụ các khí độc, vậy chỉ có thể là C, than hoạt tính. Câu số 4. Ethyl propionate là este có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là. Thế thì ethyl propionate đầu nó là của acid propionic. Acid propionic C2H5 COO C2H5. Thấy chưa? C2H5CO C2H5, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Mùi thơm của dứa. Cái này mình phải thuộc đấy. Câu số 5. Cho dịch NaOH vào dung dịch chất X thu được kết tụa màu nâu đỏ. Chất X là gì? Thế mình có này. NaOH là bản chất là cho OH trừ này. Vào đây là sắt 3 cộng, đúng không? OH trừ cộng với sắt 3 cộng thì mình thu được FeOH 3 lần. Được chưa? Thu được FeOH 3 lần nhé. FeOH 3 lần. Vậy hoàn toàn tới đây mình có FeOH 3 lần của mình là kết tụa máu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. Thế còn IB vào thì mình sẽ thu được kết tụa là MgOH 2 lần. Kết tụa màu trắng. Được chưa? Màu trắng nhé. COH 2 lần. Đấy, vào COCl2 mình thu được COH 2 lần. Kết tủa màu trắng xanh. Màu trắng xanh, màu trắng hơi xanh. Bỏ tiếp. FeCl2 thì cũng thu được kết tủa FeOH 2 lần. Kết tủa màu trắng hơi xanh. Màu trắng hơi xanh. Nhưng mà trong ở điều kiện không khí ngay lập tức chuyển thành FeOH 3 lần, kết tủa màu đâu đó. Trắng xanh chuyển thành màu đỏ, nhưng mà vẫn loạn đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta, mình đã chọn từ trước rồi. Đáp án A. Câu số 6. Dung dịch ala-gly phản ứng được với dung dịch là sau đây. Thế thì ala-gly chúng ta là thằng peptide. Peptide thì nó luôn luôn có liên kết peptide là liên kết NHCO. Các em luôn luôn nhớ cho thầy điều này. Liên kết peptide NHCO thì cực kỳ kém bền trong môi trường axit và cũng kém bền trong môi trường kiềm. Vì vậy nên nó sẽ phản ứng được với những thằng axit. Được chưa? Còn đây là muối hay không? Muối không, muối không. Được chưa? À. Câu số 7. Kim loại nhôm không tan được trong dịch nào sau đây? Lưu ý từ ở đây là từ không tan nhé. Không tan được ở trong dung dịch nào sau đây? Thế mình lưu ý này, mình có này, nhôm này tan được trong dung dịch kiềm, đúng không? Đây, vào đây mình có hai này là dung dịch kiềm thì nó đều tan. Bản chất của nhôm tan trong dung dịch kiềm như sau: OH trừ này cộng với lại nhôm này, thấy chưa? Cộng với lại nước này để tạo thành AlO2 trừ cộng với lại H2. Đấy, bản chất là như vậy. Đấy nhá. Vậy là nhôm tan được cả trong NaOH và tan được cả trong BaOH này. Dĩ nhiên chúng ta cũng thừa thông minh để chúng ta biết được là nhôm tác dụng được với HCl để tạo thành AlCl3, đúng không? Cộng với H2. Vậy bỏ nốt. Vậy nhôm không tan trong BaCl2. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu số 8. Oxit nào sau đây là oxit axit? Thế mình có oxit axit đây thì anh này là oxit bazơ. Oxit bazơ Fe2O3 là oxit bazơ rồi. Đúng không? MO cũng là oxit bazơ, đúng không? CR2O3 là oxit lưỡng tính. Lưỡng tính nhá. Chỉ có CRO3 là oxit axit thôi. CRO3 là oxit axit được biểu thị như sau này. À, thầy viết công trình chúng ta nhìn. CRO3 được biểu thị là oxit axit như sau. CRO3 tác dụng với lại nước để tạo thành H2CRO4 hoặc H2 CR2O7. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ.
Polyethylene được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Polyethylene được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Thì polyethylene được điều chế từ phản ứng trùng hợp ethylene. Ethylene là thằng nào? Ethylene là thằng CH2 nối đôi CH2. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì tạo thành polyethylene. Đây. N là. Được chưa? Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là polyethylene hay là PE được điều chế từ phản ứng trùng hợp ý à, câu 9 đi à. Sang tiếp nha. Câu số 10. Câu số 10. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm? Thế thì khi nhắc đến cái việc mà kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm thì trong lúc mình luyện đề mình cần phải nhẩm lại cái kiến thức lý thuyết nhá. Thế thì để mà kim loại mà để điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm thì khi và chỉ khi tức là kim loại đó phải đứng sau nhôm trong dãy điện hóa. Vậy là ở đây mình phải thuộc dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng à thì không? Vậy mình có natri đứng trước nhôm, bỏ. Đúng chưa? Nhôm thì không thể điều chế bằng nhiệt nhôm được. Điện phân nóng chảy cơ. Canxi đứng trước nhôm, bỏ. Vậy chỉ có gì? Fe. Đúng không? Fe có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm. Phương trình Fx OY cộng với lại nhôm để tạo thành Al2O3 cộng với Fe. Cần nhiệt độ nữa. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 11. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Thế mình có monosaccharide của mình thì chỉ gồm có glucose và fructose thôi. Saccharose chúng ta là disaccharide. Cellulose chúng ta là polysaccharide. Tinh bột chúng ta cũng là polysaccharide. Glucose là monosaccharide. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 12. Thành phần chính của đá vôi là canxi carbonate. Công thức của canxi carbonate là thành phần chính của đá vôi canxi carbonate CaCO3. Công thức của canxi carbonate là C. Câu 13. Cho 6 gram sắt vào 100 ml. 6 gram sắt, số mol sắt là 6 chia cho 56. Mình cứ phải tính số mol nhá, mình xem như thế nào nhá. 6 chia 56 bằng 0,107. 0,107 vào 100 ml dung dịch CuSO4, mình tìm được số mol của CuSO4 bằng 1 nhân 0,1 bằng 0,1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại, phản ứng xảy ra hoàn toàn với một thằng hết, một thằng dư. FeSO4 cộng với lại Cu. Được chưa? Thế thì mình nhìn này, ở đây toàn bộ phương trình chúng ta là phương trình tỷ lệ 1:1, được chưa? Do nó là tỷ lệ 1:1 nên mình sẽ có này, đồng hết, đúng không? Đấy, ban đầu đây. Phản ứng đây. Thì mình có đồng hết 0,1 suy ngược lại 0,1. Vậy sắt dư là 0,007 đồng này hết đúng không? Tạo thành đồng 0,1 0,1. Vậy mình có hỗn hợp kim loại sau phản ứng. Hỗn hợp kim loại sau phản ứng của mình là gồm gì? Fe 0,007 và Cu 0,1. Thế thì hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng nhé. Là 0,007 nhân 56 cộng 0,1 nhân 64 bằng 6,792 và gần bằng 6,8 gam. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Tại sao đây nó lại là một số gần đúng? Tại vì chỗ này là mình lại gần tròn, đúng không em? Câu số 14. Câu số 14. Cho V ml dung dịch NaOH vào 200 ml dung dịch AlCl3. NaOH là bản chất là cho ta OH trừ này. Được chưa? Vào dung dịch AlCl3 là cho mình ion nhôm 3 cộng. Đúng không? Thế thì mình có số mol nhôm 3 cộng là 1 nhân 0,2 thì bằng 0,2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được kết tủa chúng ta là kết tủa AlOH 3 lần. Số mol kết tủa bằng 3,9 chia 78. 3,9 chia 78 bằng 0,05. 0,05. Hoàn toàn tới đây mình có bài toán này, bài toán hai trường hợp. Đúng không? Trường hợp số 1 mình có là số mol OH trừ bằng 3 lần số mol kết tủa. Vậy là bằng 3 nhân với 0,05 bằng 0,15. Trường hợp số 2 là số mol OH trừ bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng
trừ đi số mol kết tụa. Và nó sẽ chính bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng, thì mình có số mol nhôm 3 cộng đây bằng 0,2. 4 nhân với 0,2 trừ đi số mol kết tụa là 0,15. 4 nhân với lại 0,2 trừ đi 0,15. 4 nhân 0,2 trừ 0,15 bằng 0,65. 0,65 bằng 0,65. Vậy mình có này, thể tích lớn nhất khi số mol lớn nhất, vậy mình lấy cái số mol dưới rồi, 0,65 đúng không? 0,65 mà chia cho 2 thì mình đã được thể tích 0,65 chia cho 2 bằng 0,325. 0,325 thì sao lại lỗi chỗ này? Trừ đi, sorry, chỗ này trừ đi số mol kết tủa, số mol kết tủa là 0,05. Vậy chỗ này là bằng 0,75. Sorry cả nhà. Kết tủa bằng 0,05. 0,75 mà chia cho 2. 0,375. Đáp án đúng đáp án C, 375 ml. Câu số 15. Cho các chất sau, số chất phản ứng được với dung dịch HCl là. Cho các chất sau, số chất phản ứng được với dung dịch HCl là. Rồi nhá, này, để bài cho này. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là. Đầu tiên là metinamin. Metinamin thì công thức của nó là CH3NH2. CH3NH2 có nhóm NH2 này tác dụng được với HCl này. Được này. Alanin. Alanin này anh này. H2N CH CH3 COOH. Đây, alanin thì nó có nhóm NH2, NH2 cũng tác dụng với HCl. Được chưa? Có. Metin amoni clorua. Metin amoni clorua là CH3NH3Cl. Thì anh này không tác dụng được với HCl. Natri acetat, thằng này mới hay. Thằng này nhiều đứa bị nhầm. Natri acetat CH3COONa tác dụng được với HCl nhé. Để tạo thành này CH3COOH cộng với lại NaCl. Tại sao nó lại tác dụng được với HCl? Tại vì thế này này, CH3COOH là axit yếu. HCl là axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối của nó. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta lại có thêm cái này. Vậy là 1 2 3. Đáp án đúng đáp án à, bài. Câu 16. Câu 16. Lên men mờ gam glucose thành ancol nitric với hiệu suất 50%. Thu được 4,48 lít CO2 giá trị của mờ. Lên men mờ gam glucose, C6H12O6 được chưa? Lên men hiệu suất 50%, 50% 50% là 0,5 thành ancol nitric thu được 4,48 lít CO2. Vậy là thu được đây. Ancol nitric đây C2H5OH và CO2. Mình tìm được số mol CO2 bằng 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được khối lượng của mờ. 0,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,1. Thuận nhân nghịch chia 0,1 chia 0,5 thì bằng 0,2. Vậy tới đây mình tìm được số mol của glucose bằng 0,2, mình tìm được khối lượng 0,2 nhân 180 thì bằng 36 gam. 36 gam. 36 gam vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Câu 17. Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn amin X no đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn amin X no đơn chức mạch hở. Amin no đơn chức mạch hở công thức tổng quát là CnH2n cộng 3n. Được chưa? Đốt cháy đó thì thu được CO2 số mol là 0,2 cộng với nitơ số mol là 0,05. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của thằng amin nhé, 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Vậy tới đây mình sẽ tìm ra được số nguyên tử carbon đúng không? Mình lấy này 0,2 chia 0,1 số mol CO2 chia số mol cháy, 0,2 chia 0,1 bằng 2 rồi. Vậy nó là C2H2 nhân 2 cộng 3H7N. C2H7N. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Câu 18. Bộ dụng cụ chiết được mô tả như hình vẽ bên. Đây. Bộ dụng cụ chiết được mô tả như hình vẽ bên. Dùng để làm gì? Bộ dụng cụ chiết được mô tả như hình vẽ bên. Chúng ta chú ý này, phễu chiết này, nhìn này mình có hai lớp chất lỏng nhá, mình có hai lớp chất lỏng. Đúng chưa? Bị tách lớp với nhau và không hòa tan vào nhau. Vậy bộ dụng cụ chiết thì thường hay sử dụng để tách ra hai cái lớp chất lỏng, đúng chưa? Không bị hòa tan vào nhau. Nhớ nhá, phải là chất lỏng. Vậy đây mình nhìn này, tách hai chất rắn là toang rồi. Chất lỏng tan tốt vào nhau thì không tách được, tan tốt thì không bao giờ chiết được.
không tan vào nhau. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 19. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng OH trừ tạo thành nước. Thế bây giờ mình đi viết phương trình ion thu gọn nhá. Mình có phản ứng số A này của mình, phương trình ion thu gọn là HCO3 trừ cộng với lại OH trừ tạo thành CO3 2 trừ cộng với lại nước. Vậy là toang luôn, đúng không? Không giống. À, B mình có là OH trừ cộng với lại H cộng để tạo thành H2O. Lấy luôn đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Thế còn đáp án C loại cái gì? Đáp án C loại BaS4, bởi BaS4 là chất kết tủa thì nó không còn, mà thì nó tồn tại trong phương trình ion, vì vậy nên loại luôn. Tương tự, IC cũng loại thằng COH 2 lần, vì nó là chất kết tủa, nhá, không tan trong nước, nên nó sẽ còn ở lại trong phương trình ion. Ví dụ như IC thì mình sẽ có phương trình ion chính là phương trình phân tử, còn IC của chúng ta thì phương trình ion nó sẽ là COH 2 lần cộng với lại 2H cộng để tạo thành CO2 cộng cộng với lại 2 lần nước. Đấy, đây là xong câu 19. Mình sang câu tiếp theo, câu số 20. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide X. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide X. Vậy monosaccharide X của mình khi thủy phân tinh bột của mình chắc chắn là glucose. Glucose. Hiro hóa hoàn toàn X thì thu được hai hợp chất hữu cơ Y. Thu được hợp chất hữu cơ Y. Vậy là glucose của chúng ta mà cộng với hiro thì chắc chắn nó tạo thành sodi-tôn. Đúng không? Vậy ở đây mình có này, thằng X của mình là glucose, thằng Y của mình là sorbitol. Phần này mình phải học kỹ phần kiến thức lý thuyết của phần hữu cơ nhá. Đáp án đúng là mình là đáp án A. Câu 21, tiến hành các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên thì số thí nghiệm chỉ xảy ra một hóa học. Lưu ý từ chỉ xảy ra một hóa học nhá. Có nghĩa là không qua một điện hóa. Được chưa? Vậy đây mình có này. Nhúng thanh đồng nguyên chất đồng 2 cộng vào sắt 3 cộng Fe3 cộng để tạo thành đồng, đồng nguyên chất mà, đồng 2 cộng cộng Fe2 cộng. Ở đây thanh đồng bị ăn mòn bởi vì nó biến thành đồng 2 cộng. Nhưng chúng ta lưu ý là chỉ có đồng thêm ăn mòn thôi. Bởi vì điều kiện tiên quyết của việc mà có ăn mòn điện hóa lại phải có hai điện cực khác nhau ở bản chất. Đây chỉ có một điện cực đồng. Vậy đây chắc chắn là mòn hóa học. Một cháu ăn mòn hóa học. Cắt miếng sắt tây sắt trắng thiếc. Sắt trắng thiếc. Đây, sắt trắng thiếc. Hai điện cực khác nhau là bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau để trong môi trường chất điện ly, vậy là ăn mòn điện hóa rõ bỏ. Nhúng thanh kẽm thì H4 loãng, kẽm H4 loãng thì chắc chắn là kẽm cộng H4 loãng rồi, nhưng mà có vào nhỏ vài giọt dung dịch đồng Zn cộng với lại đồng 2 cộng để tạo thành Zn 2 cộng cộng với đồng. Ở đây chúng ta lưu ý rằng là thằng đồng vừa sinh ra bám vào ngay bề mặt thằng kẽm, được chưa? Vậy là mình có hai điện cực khác nhau là bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly là H2O4 loãng, được chưa? Trong môi trường dung dịch chất điện ly này thì dẫn đến một điều là 100% là gì? Ăn mòn điện hóa. Nhưng dĩ nhiên nó có cả kèm ăn mòn hóa học, nhưng đây thì chỉ ăn mòn hóa học nên toàn tiếp. Quấn sợi dây đồng và đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối, đồng sắt hai điện cực khác nhau và bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường chất điện ly ăn mòn điện hóa. Vậy hoàn toàn đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học của mình là chỉ có thằng A mà thôi. A vậy là chỉ có một. Đáp án đúng đáp án D. Câu số 22. Thủy phân ST mạch hở X có công thức phân tử là C4H6O2 thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Lưu ý cho thầy ở đây là thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Vậy những thằng có C4H6O2 là ST mà thu được sản phẩm phản ứng tráng bạc là thằng đầu tiên là HCOOC nối đôi C. C là một thằng. HCOOC nối đôi CC là thằng số 2. HCOOC nối đôi C, thằng này thằng số 3. Và còn một thằng nữa mà rất nhiều bạn hay quên, đó là thằng CH3COOC nối đôi C. Được chưa? Thủy phân trong môi trường axit hay trong môi trường kiềm thì nó đều tạo thành CH3COOH cộng với lại CH3CHO, là thằng CH3CHO này chẳng bạn. Thấy chưa? Vậy mình tổng cộng có 1, 2, 3, 4 nhé. 4 đáp án đúng chúng ta đáp án C. Câu 23. Cho các chất sau, số chất tan được trong dịch NaOH là, tan được trong dịch NaOH thì nó phải là oxit axit hoặc oxit lượng tính đúng không? Thế vừa nãy chúng ta vừa chứng minh CrO3 của mình là oxit axit rồi nên chắc chắn nó tan. Sắt của mình thì không bao giờ tan. CrOH3 lần của mình chắc chắn tan vì nó là hydroxit lượng tính đúng không? Chrome thì không tan.
Vậy mình có số chất tan ở trong dịch NaOH là 1, 2. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 24. Cho các polymer, số polymer tổng hợp là tổng hợp, nó khác bán tổng hợp nhé, nó khác thiên nhiên nhé. Vậy muốn gọi là tổng hợp thì mình đi bỏ tất cả những thằng thiên nhiên đi. Vậy trong này mình có thằng cellulose là thằng thiên nhiên, bỏ. Được chưa? Thế bây giờ mình đi bỏ cả thằng bán tổng hợp. Thế thì chú ý cho thầy là tơ bán tổng hợp là mình chỉ có gì? Visco và acetat thôi ạ. Nhớ cái điều này nhé. Visco, acetat. Đúng chưa? Vậy này, mình có cellulose từ acetat cũng là bán tổng hợp, bỏ. Vậy mình có số polymer tổng hợp là vinil chlorua, polycaproamid, polystyrene và ni lông 66. Chỗ này mình chỉ có làm đi làm lại thật nhiều thôi. Mình có 1, 2, 3, 4 thằng. 4 thằng polymer tổng hợp. Đáp án đúng đáp án D. Câu 25. Câu 25. Dung dịch X gồm HKHCO3 và Na2CO3 1M. Đây, dung dịch X gồm KHCO3 và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 và HCl. Nhỏ từ từ 100 ml Y 0,1 nhân 1 thì số mol H24 bằng 0,1, số mol HCl cũng bằng 0,1. Được chưa? Vào 200 ml dung dịch X, vậy số mol của KHCO3 là bằng 0,2 nhân 1 bằng 0,2 và Na2CO3 cũng bằng 0,2. Thu được V lít khí CO2. Chú ý ở đây là nhỏ từ từ Y là nhỏ từ từ thằng này. Bản chất ở đây là nhỏ từ từ H cộng. Từ từ vào hỗn hợp gồm CO3 2 trừ là 0,2 và HCO3 trừ là 0,2. Được chưa? Thế mình tìm được số mol H cộng bằng 0,1 nhân 2 cộng 0,1 nhân 1 bằng 0,3. Vậy bản chất ở đây chúng ta là H cộng từ từ vào CO3 2 trừ và HCO3 trừ. Thế thì hoàn toàn mình có phương trình này. Đầu tiên này, H cộng cộng với lại CO3 2 trừ để tạo thành HCO3 trừ. Số mol H cộng là 0,3, số mol CO3 2 trừ bằng 0,2. Vậy lúc này tính toán là thằng hết là thằng CO3 2 trừ là 0,2. Đúng chưa? HCO3 trừ ban đầu có là 0,2 rồi, vậy cộng thêm 0,2 nữa, vậy là kết thúc phản ứng này nó có 0,4. Thế tiếp tục lại cộng tiếp với H cộng dư. Lưu ý đây có H cộng dư. H cộng dư là đây này. H cộng phản ứng H với CO3 2 trừ. Đây, vậy là có 0,2 mol CO3 2 trừ phản ứng. Vậy H cộng phản ứng cũng là 0,2. Vậy H cộng dư là 0,3 trừ 0,2 thì còn 0,1. H cộng dư là 0,1. Thì tới đây hoàn toàn mình tìm ra được là HCO3 trừ cộng với H cộng dư để tạo thành CO2. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được số mol CO2 nhé. Tính theo H cộng dư là bằng 0,1. 0,1 mà nhân với 2,4 thì bằng bao nhiêu? Thì bằng bao nhiêu? Thì bằng 2,24. 2,24 thì mình loại ngay đáp án A, loại ngay đáp án B. Bây giờ mình có này, tìm giá trị của M. Thế thì bây giờ cuối cùng này, thu được dung dịch X, thu được V lít khí CO2 tìm được rồi. Dung dịch E, cho BaOH hai lần tới dư vào E. Vậy E chúng ta thì còn cái gì? E chúng ta thì chắc chắn chúng ta là còn HCO3 trừ dư, đúng không? Đây phản ứng là có 0,4 này, phản ứng hết 0,1. Vậy là còn dư là 0,3. Thế mình xuống cái phương trình tiếp là 0,3 mol HCO3 trừ. HCO3 trừ là 0,3 mà tác dụng với lại BaOH hai lần dư thì chắc chắn mình thu được kết tủa là BaCO3, đúng chưa? Và kết tủa hết chỗ này là 0,3. 0,3 mà nhân với 197. 0,3 nhân 197 thì bằng 59,1 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 59,1 gam. Được chưa? 59,1 gam nha. Xong, mình sang câu tiếp theo, câu số 26. Sang câu tiếp theo, câu số 26. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 bon một hỗn hợp X gồm 3 triglycerid. 3 triglycerid, vậy nó là triglycerid là triete đấy, CXHIO6. Số mol là 0,06 thì cần vừa đủ oxy, số mol oxy là 4,77. Thu được CO2 cộng với lại H2O. Mình có số mol H2O bằng 3,14. Hoàn toàn tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Nhìn kỹ thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Mình có này.
bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. Tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở bên phải bằng 0,06 nhân 6, 0,06 nhân 6 cộng với oxy trong O2 4,77 nhân 2, 4,77 nhân 2 bằng, được chưa? Được bao nhiêu trừ đi oxy trong H2O là 3,14 bằng 6,76 chia cho 2 trong CO2 bằng 3,38 mol. 3,38 mol. Vậy số mol CO2 bằng 3,38 mol. Được chưa? Thế thì mình lưu ý tiếp ở đây là mình có đằng bên trong đằng này mình chưa biết là độ bất bão hòa như thế nào, thì mình có là mình luôn luôn có là số mol CO2 trừ số mol nước chia cho số mol cháy thì luôn bằng K trừ 1. Và ở đây thì mình có số mol CO2 là 3,38 trừ đi 3,14. Được chưa? 3,38 trừ 3,38 trừ 3,14 bằng chia 0,06 bằng 4. Được chưa? Vậy suy ra là K trừ 1 thì bằng 4. Suy ra K bằng 5. Mặt khác K này thì bằng pi cộng vòng. Nhưng mà thằng triglycerid thì không có vòng. Vậy nó chỉ có 5 pi. 5 pi nhưng triglycerid thì chúng ta lưu ý là nó có 3 pi ở bên trong liên kết COO. Vậy nó chỉ còn 2 pi CC. Được chưa? Và 2 pi CC này là quan trọng. Tại sao thầy lại nói 2 pi CC này quan trọng? Đúng chưa? Đấy. Thế từ từ nha, mình chốt được 2 pi CC rồi. Thế giờ mình có tiếp này. Bây giờ chúng ta thực hiện bảo toàn khối lượng, mình tìm xem 0,06 mol này nặng bao nhiêu gam nhé. Bảo toàn khối lượng mình có mới cộng MOC là 4,77 nhân 32 bằng MCO2 là 3,38 nhân 44 cộng với 3,14 nhân 18. Vậy đến đây mình tìm được MX này. MX bằng 3,38 nhân 44 cộng 3,14 nhân 18 bằng trừ 4,77 nhân 32 bằng 52,6. 0,06 mol thì nặng 52,6. Vậy 78,9 thì là bao nhiêu mol? Đúng không? Đây mình có nhé. 0,06 thì nặng 52,6. 52,6. Vậy 78,9 thì là bao nhiêu mol? Thì mình có này. 78,9. 78,9 chia 52,6 bằng chia 0,06 bằng. Sorry nhầm. 78,9 chia 52,6 bằng nhân 0,06 bằng. Đấy, 0,09 mol. Vậy 78,9 đương với 0,09 mol. Thế nhá. Thế mình có này. 78,9 tam x. Được chưa? Hiro hóa hoàn toàn là cộng hiro. Vậy thằng x của mình đây. CXHIO6 cộng với lại hiro thì thu được thằng y. Số mol là 0,09 mol. Mình lưu ý là anh này có 2 PCC nên ăn 2 hiro. Nên số mol là bằng 0,09 nhân 2 bằng 0,18 ra thằng y. Khối lượng thằng này là 78,9. Vậy mình có bảo toàn khối lượng tiếp. Mình có anh này là 78,9 cộng với 0,18 nhân 2 thì bằng khối lượng thằng y. Được chưa? Vậy tới đây mình tìm được khối lượng thằng y sẽ bằng 78,9 cộng 0,18 nhân 2 bằng 79,26. 79,26 gam y. Đun nóng y với KH vừa đủ thì thu được glycerol và mg mỗi. Câu này không khó đâu nhá. Câu này nó chỉ là hơi rắc rối một chút thôi. Chúng ta chú ý là y tác dụng với KH, thầy vừa tìm được mi rồi, đúng không? Thầy lại tìm được số mol của y chính bằng số mol của x là 0,09. Đúng chưa? Bây giờ cho y tác dụng với KH thì thu được glycerol. Y tác dụng KH thì thu được glycerol và muối rồi. Glycerol là C3H8O3 cộng với lại muối. Đúng chưa? Thế thì mình có là một thằng y này thì sẽ ăn ba thằng KH. Vậy số mol nó tương ứng là 0,09 nhân 3 bằng 0,27. Đúng chưa? Và số mol thằng glycerol sẽ chính bằng số mol y là 0,09. Vậy hoàn toàn tới đây mình đi bảo toàn khối lượng, mình có thằng này cộng với lại 0,27 nhân 56. Đúng chưa? Đây thằng y đây. Thì bằng 0,09 nhân với 92 cộng m muối. Hoàn toàn tới đây mình tìm được m muối. Hoàn toàn tới đây mình tìm được m muối. Bằng 79,26 cộng 0,27 nhân 56
trừ 0,09 nhân 92 bằng 86,1 gam. 86,1. 86,1 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 86,1 gam. Dạ mà không? Đấy, chúng ta cứ bình tĩnh làm thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà đi cô phòng thi thì đừng đứa nào mà giải mà đi giải theo kiểu là giải 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 liên tục như thầy nhá, mà là ngồi ở phòng thi thì cố gắng là giải làm sao nhỉ? Cố gắng là mình phải giải chọn câu dễ giải trước, chọn câu khó giải sau nhá. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 27. Câu tiếp theo câu số 27. STX có công thức phân tử là C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH thu được 3 hợp chất hữu cơ IZT. Đây, tổng hợp ở đây. C6H10O4. Mình nhìn dạng công thức này, mình thấy này, thằng này là có O4 về khả năng cao là ST2 trước, đúng không? C6H10 nó thuộc dạng là CnH2n trừ 2O4, vậy chắc chắn là ST no 2 trước. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dịch NaOH thu được 3 hợp chất hữu cơ Y Z T. Được chưa? Y tác dụng với CO2 2 lần, tạo dung dịch màu xanh lam. Được chưa? Tạo dung dịch màu xanh lam, vậy thì chắc chắn 100% y chúng ta là ancol có hai nhóm chức OH tương đương với y là ancol và có hai nhóm OH. Được chưa? Đun nóng rét hỗn hợp chất rắn gồm NaOH đây trong CaO, vậy đây là vôi tôi sút rồi để thu được CH4. Thì cái này bắt buộc phải nhớ một cái phương trình hồi lớp 11 nhé. Cái phương trình hồi lớp 11 đây này là gì? Là CH3COONa cộng với lại NaOH trong môi trường CaO thì tạo thành CH4 cộng với lại Na2CO3. Được chưa? Vậy chắc chắn Z chúng ta là CH3CONa. Được chưa? Chắc chắn Z chúng ta là CH3CONa. Z. Nha. Thế bây giờ mình ghép thôi. Bây giờ mình ghép lại, mình có đây C6H10O4 đây. Ancol, vậy đầu tiên chắc chắn phải có một thằng là CH3CONa rồi. Thằng T này bắt buộc phải khác thằng Z nhé. Vì nó không thể là CH3CONa được, mà nếu mà không thì nó là 2Z. Đúng chưa? Vậy đây mình sẽ có chắc chắn một thằng là CH3 COOCH2 hai chức, vậy chắc chắn đầu này có một COOC. Mà ở đây chỉ có mấy? 6 carbon. 1 2 3 4 5. Không thể CH3 ở đây nữa là tiếp 6 nữa bởi vì nó trùng. Như vậy là không ra được thằng T. Vậy dưới này phải là đây CH CH3. Đầu này HCO. Thấy chưa? Đây là thằng X đầu tiên. Thế thì mình đảo chỗ hai này thì mình thu được thằng X thứ hai. Nó sẽ là HCOOCH2 CH3COOCH CH3. Mà mình chỉ có hai này thôi ạ. Vậy mình có hai công thức cấu tạo của X phù hợp. Để bài hỏi chúng ta là phát biểu nào sau đây sai? Hai công thức cấu tạo của X phù hợp đúng. Y có mạch carbon không phân nhánh. Y đây. Khi mà thủy phân ra thì nó ra được anh này, ancol đây. Đây cả anh này đều thủy phân ra cho mình được anh ancol này. OH có phải mạch không phân nhánh không? Không, mạch này mạch không phân nhánh, mạch thẳng đây. Vậy sai của mình là B. T có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Đây, cả hai anh này thủy phân thì đều cho mình ra axit là HCO, sorry, HCONa. Vậy T của mình chắc chắn là HCOONa. Thì dĩ nhiên nó có phải khả năng trắng bạc rồi. Đúng chưa? C đúng. Z là CH3COONa thì đúng là không làm mất máu dính được brom thật. Vậy sai chúng ta là B bỏ. Sai chúng ta là B bỏ. Nha. Câu 28. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi đấy mình bây giờ mình mới đến mức độ 7 điểm đấy, toát cả mồ hôi hột đúng không các em? Câu 28 thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Sau khi phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí đun nóng CO2 hai lần thì mình thu được CuO cộng với lại NO2 cộng với lại oxy, đúng có khí luôn. FeOH hai lần vào dung dịch H4 đặc nóng dư thì mình lưu ý H4 đặc nóng dư có tính oxy hóa mạnh này. Sắt này là sắt dương 2 này, còn tính khử đúng không? Có khả năng lên sắt dương 3.
Fe2 SO4 3 lần cộng với SO2 cộng với lại H2O. Đúng chưa? Có khí SO2. Sục CO2 vào xe phát lần dư thì phải mình chắc chắn mình thu được CO3 không? Cộng nước đúng không? Không có khí. KHS4 cái thằng này hay này. KHSO4 vào NaHCO3 thì mình phải nhìn bản chất ở KHS4 để cho mình H cộng nhé. NaHCO3 cho mình HCO3 trừ nhé. Vậy bản chất phương trình phải đứng đây là H cộng cộng với lại HCO3 trừ để tạo thành H2O cộng với lại CO2 bay lên. Được chưa? E cho dung dịch FeNO3 hai lần vào dung dịch HCl loãng. Thì trong này mình có sắt 2 cộng là còn tính khử này. Đúng chưa? Nitơ dương 5 là có tính oxy hóa này. H cộng này trong môi trường H cộng mình có này, sắt 2 cộng này cộng với lại H cộng này cộng với NO3 trừ này để tạo thành sắt 3 cộng này cộng với lại NO này cộng với lại H2O này. Đúng chưa? Vậy là mình có khí NO bay lên. Cho đinh sắt vào dung dịch H4 loãng thì chắc chắn tạo thành FeSO4 cộng với lại H2. Đúng không? Vậy mình có này, số thí nghiệm sinh ra chất khí là 1, 2, 3, 4, 5. 5, đáp án đúng đáp án B, bỏ, 5 cháu. Sang câu tiếp, theo câu số 29. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết quả trắng. Mình phải hiểu, khi sục CO2 tới dư vào NaAlO2 thì NaAlO2 này có tính kiềm, CO2 vào trong nước thì tạo thành H2CO3 là có tính axit. Được chưa? Thằng axit và thằng kiềm thì chắc chắn là ra được thằng ALH 3 lần. Và mình lưu ý rằng là ALH 3 lần không bị tan trong CO2 nên có thu được kết quả trắng là chính xác. Nhỏ dung dịch BaHCO3 2 lần. Mình nhìn nhá, BaHCO3 lần bản chất mình cho Ba2 cộng này. KH4 bản chất cho mình S4 2 trừ này. Ba2 cộng ăn S4 2 trừ thì chắc chắn mình thu được BaSO4 kết tủa màu trắng. Được chưa? Và như vừa nãy một cái phương trình ở bên trên thầy nói thì mình có bản chất đấy lại có là HCO3 trừ với H cộng. HCO3 trừ ăn H cộng thì tạo thành khí CO2. Vậy có khí thoát ra nữa. Vậy B đúng. Được chưa? Thầy hoàn toàn có thể viết được phương trình nhá. Thầy viết phương trình này cho chúng ta dễ nhìn này. BaHCO3 2 lần cộng với lại KHSO4 để tạo thành BaSO4 cộng với lại H2O cộng với lại CO2, cái nào thích cân bằng thì đây là 2. Được chưa? A, B. Hai thằng rồi. C. Dung dịch Na2CO3 là mềm được nước cứng toàn phần, chính xác. À, cái thằng Na2CO3 thì làm mềm được tất cả mọi loại nước cứng nhé. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó cung cấp ion CO3 trừ. Thằng CO3 2 trừ này nó sẽ làm cho kết tủa tất cả mọi thằng canxi 2 cộng và magie 2 cộng bên trong tất cả mọi loại nước cứng. Thạch cao nung dùng để nặn tượng bó bột thế hệ xưa. Thạch cao nung CS4 ngậm một nước. Đúng rồi. Hợp kim li ti nhôm siêu nhẹ dùng trong kỹ thuật hàng không. Đúng, chính xác. Vậy mình có là A, B, C, D, E, 5 thằng nhận định đều đúng. Đáp án đúng của mình là đáp án C. Ok. Sang câu 30 nhá. Sang câu 30. Đốt cháy hoàn toàn M gam hydrocarbon mạch hở X. Thế thì mình phải hiểu này. Thằng hydrocarbon mạch hở X của mình 28 này mình nhậm ngay đó là C2H4. 56 mình nhậm ngay đó là C4H8. Được chưa? Thế mình đặt nhé. Hydrocarbon thì mình đặt mọi hydrocarbon đều là CnH2n cộng 2 trừ 2K, với K là số pi, bởi mình không học vòng nữa rồi. Đốt cháy nó thì ra được NCO2. Số mol CO2 là 5,28 chia cho 44, 0,12 mol CO2. Vậy suy ngược ở đây là 0,12 nhân 1 chia N. Mặt khác M gam X CnH2n cộng 2 trừ 2K phản ứng tối đa với brom 19,2 chia 160, 0,12 mol. Thế đây là có K lên cái pi thì vậy thì đây là K brom. Vậy suy ngược mình có 0,12 nhân 1 chia K. Đúng không? Thế mà số mol nó lại tương tự nhau. Đúng không? Đây vẫn M gam X. Vậy đây, thằng này là 0,12 phần N, số mol bằng nhau. Thế đây 0,12, 0,12 phần N nhân K bằng 0,12. Vậy điều này tương đương với việc tương đương với N phải bằng K. Có nghĩa là số nguyên tử carbon bằng số liên kết pi.
Khi mình suy ra đến được là số nguyên tử carbon bằng số liên kết pi rồi, thì mình có này, giả sử nó là C2 thì nó phải là CH. Đây, CH carbon bằng số liên kết pi. Toang. Đúng chưa? Bởi vì anh này làm sao? Anh em có 26. Thế mà yêu cầu là phải lớn hơn 28. Thế là 3 nhé. 3 xem nào. 1 2. Đây. Đúng chưa? Thì thằng này hóa trị 5, bỏ nốt. Bây giờ lên đến 4. Đây 4 liên kết pi, 1 2 3 4 liên kết pi. Đúng không? Thử nhá. H H thỏa mãn luôn. Được chưa? Thỏa mãn luôn. Mình nhân thử xét. 13, đây là C4H2, 12 nhân 4 cộng 2 bằng 50. 50 thì hoàn toàn nhỏ hơn 56. Thỏa mãn. Và lớn hơn 28. Được chưa? Vậy anh này chắc chắn là C4H4. C4H4. Thì thằng này ăn brom, mình biết brom rồi. Là 0,12. Nó có 4 pi, vậy là ăn 4 brom đúng không? Vậy suy ngược lại là 0,12 nhân 1 chia 4 bằng 0,03. Lấy 0,03 nhân với lại 0,03 bằng 1,5. 1,5, vậy đáp án đúng mình đã vào C. 1,5. Sang câu tiếp theo, câu số 31. Một câu khá là hay. Câu số 31. Dẫn từ từ đến dư với chân quả. Dẫn từ từ đến dư khí CO2 và dung dịch BA có 2 lần. À, mình phải đặt những cái dấu mốc. Đây là dấu mốc số 1. Đây là dấu mốc số 2. Đây là dấu mốc số 3. Đúng không? Dẫn từ từ đến dư CO2 và dung dịch BA có 2 lần. Thầy xét ở vị trí số 1, thầy xét ở vị trí số 2 trước. Vị trí số 2 trước nhé. CO2 vào thằng BA hóa 2 lần. Vị trí số 2 là CO2 vừa hết và BA hóa 2 lần vừa hết. Mình hiểu bản chất của cái đồ thị này. Thì thu được BaCO3. Ở đây là V nhé. Thì là A cộng B tính theo V. Vậy thì đổi luôn. Đây là lít này. Đổi hết thành số mol. A cộng B chia 2,4. A cộng 3, 3,6 chia 2,4. A chia 2,4. Thấy chưa? Số mol của CO2 ở vị trí số 2 là A cộng B chia 2,4. Thì có phải là đây là toàn bộ CO2 chui vào hết kết tủa không? Vậy số mol kết tủa cũng là A cộng B chia 2,4. Mặt khác, khối lượng kết tủa đây bằng 4M. Vậy anh này nhân với 197 thì bằng 4M. Một cháo nha. Giờ mình sẽ giải quyết cháo số 1 tại vị trí số 1 thì sao? Tại vị trí số 1 thì vẫn là CO2, lúc này số mol CO2 chúng ta bằng A chia 2,4. A chia 2,4. Vào anh BA hóa 2 lần. Số mol BA hóa 2 lần mình thấy rồi. Nó được bảo toàn đúng không? Đây toàn bộ BA hóa 2 lần kết tủa hết vào đây. Vậy BA hóa 2 lần sẽ là A cộng B chia 2,4. Tương tự anh này cũng là A cộng B chia 2,4. Nhưng lúc này là đang đi lên, hay nói khác là BA hóa 2 lần dư thì CO2 hết. Vậy là có bao nhiêu mol CO2 thì chu tọt hết vào bấy nhiêu cặp kết tủa. Còn BA hóa 2 lần chắc chắn dư. BaCO3. CO2 đây A chia 2,4. Thằng này sẽ là A chia 2,4 nhân với 197 thì bằng khối lượng kết tủa là 3M. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn mình kết hợp hai thằng này lại. Mình lấy trên trừ dưới thì gọi là B chia 2,4 thì bằng M không? B chia 22,4 thì bằng M. Được chưa? B chia 2,4 thì bằng M. Vậy suy ra A chia 2,4. Sorry, B chia 2,4 thì bằng M chia 197 chứ. Đây là 197B, M chia 197. Bởi vì thằng này nhân 197 mà. Vậy A chia 2,4 thì bằng bao nhiêu? 4M. Trừ đi M thì còn 3M chia 197. Chưa? Chưa xong đâu ạ. Mình sang đến cái phần tiếp theo là cái phần ở cái vị trí số 3. Đây, vị trí số 3 lúc này là tồn tại cả hai thằng BaCO3 và BaHCO3 hai lần. Được chưa nhỉ? Mình lại có tiếp. Đó là gì?
tại vị trí số 3 là CO2 vào BaOH 2 lần. Lúc này đề bài cho ta số mol CO2 là A cộng 3,36 chia 2,4. A cộng 3,36 chia 22,4. Được chưa? Vào BaOH lần là A cộng B chia 22,4. Thế giờ mình tính hết theo A đi. Đúng không? Đây mình tính hết theo A được không? Đây chỗ này là suy ra là 3B thì mới bằng A. Đúng chưa? 3B mới bằng A. Vậy suy ra 1B thì bằng 1 phần 3A. Vậy chỗ này là bằng 4 phần 3A chia 22,4. Thì thu được hỗn hợp gồm BaCO3 và BaHCO3 hai lần. Kết tủa BaCO3 đề bài cho tao là 2M. 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 Mình quy theo A nhé. 2M, thế đây là 3M. Đúng không? Nhìn này, mình nhìn này. Khối lượng đây. 4M thì bằng A cộng B nhân 197. Vậy 2M thì bằng 0,5A cộng B nhân 197. Đúng chưa? Mặt khác 3B lại bằng A. Đây, 0,5A cộng B chia cho 22,4. Đây là số mol nhé. 4M thì là A cộng B chia 24 nhân 197. Vậy thì 2M thì tôi cũng biết số mol sẽ là một nửa chỗ đấy. 0,5A cộng B chia 2,4. Được chưa? Bây giờ mình quy đổi hết về A. Nó sẽ bằng là B thì bằng 1 phần 3A. Đúng không? B thì bằng 1 phần 3. Vậy cho là 4 phần 3. 4 phần A nhân với 0,5 bằng 2 phần 3A chia 22,4. Đến đây mình bảo toàn bari nhé. Bari này. Chỗ này là 2 phần 3A chia 2,4. Theo chỗ này là 4 phần 3A chia 2,4. Vậy mình bảo toàn bari mình có 4 phần 3A chia 2,4 trừ đi 2 phần 3A chia 2,4. Thì có 2 phần 3A chia 22,4. Được chưa? Đến đây mình đi bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon. Mình có đây là A cộng 3,36 chia 22,4 thì bằng BaCO3. Đây. 2 phần 3A chia 2,4. 2 phần 3A chia 22,4. Cộng với thằng này nhân 2 nhá. 2 phần 3A nhân 2 là bằng 4 phần 3A chia 22,4. Đến đây mình tìm được A bằng 2 phần 3 cộng 4 phần A bằng 6 phần 3. 6 phần 3 đây vậy là 2A. Vậy suy ra là mình có là 2A thì bằng A cộng với 3,36. Đúng không? 6 mà. Thế này 2A bằng A cộng 3,36. Vậy suy ra. Đây đều là chia 2,4. Suy ra A bằng 3,36 chia 2,4 thì bằng 0,15 mà. 0,15. A của chúng ta mà bằng 0,15. A của chúng ta bằng 0,15. Thế mà 3B mới bằng A, vậy suy ra B chúng ta bằng. Đây này, 3B mới bằng A. Vậy suy ra B chúng ta bằng 0,05. Được chưa? Với B của chúng ta mà bằng 0,05. Không phải, chỗ này là chỗ này như thầy vô tình thì coi là A của thầy là số mol rồi. Chỗ này chưa chuyện đây. A bằng chỗ này không phải tất cả chia cho 2,4 rồi, A bằng 3,36. Vậy B bằng 3,36 chia cho 3. 1,12. Được chưa? A bằng 3,36, B bằng 1,12. Cẩn thận một toa. Thế đề bài hỏi cái gì? Đề bài hỏi giá trị của M. Thế mình cần tìm được AB. Thế mình suy ra số mol, đúng không? Đây, A chia 2,24 mình tìm được số mol đây, A cộng B đi. Làm luôn anh này luôn là A cộng B thế là 3,36 cộng 1,12. 4,48 chia 2,4. 0,2 mol. A cộng B thì số mol là 0,2, vậy suy ra kết tủa chúng ta BaCO3. Kết tủa hết 0,2 nhân 197. Thì bằng 4M. Chia cho 4 thì ra M 9,85 g. 9,85 g. Ok, xong câu bài 2 nhá. Nhìn này. Rất ra mà. Đấy, chúng ta phải theo dõi kỹ từng tí một và mình phải hiểu bản chất thì mình mới làm được đến 7,75. Mình sang câu 32 nhé. Cho các phát biểu sau.
Số phát biểu đúng là, cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là sau khi mổ cá có thể làm giấm ăn để giảm mùi tanh, chính xác, bởi vì cá chúng ta thì có nhiều thằng amin, đúng không? Thằng amin thì nó có tính bazơ, giấm ăn của mình là có tính axit, vì vậy nó giảm giảm mùi tanh là chính xác. Thế nên là cá nấu chua là mình sẽ ăn nó bị bớt tanh hơn. Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo. Thành phần chính của chất béo là CH và O. Dầu thực vật cũng là CHO. Còn dầu nhớt bôi trơn máy chỉ có C và H. Dầu thực vật thì thành phần chính chất béo đúng, nhưng dầu nhớt bôi trơn thì là thành phần chính là hydrocarbon. Cao su được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn, chính xác. Khi làm trứng muối, ngâm trứng dịch NaCl bão hòa xảy ra hiện tượng đông tụ protein, chính xác. Thành phần chính của bông nõn là cellulose chiếm 95%, chính xác. Để giảm đau nhức khi bị kiến đốt là có axit formic HCOOH, có thể bôi vôi tôi CaO, bởi vì thằng này thì có tính axit, vôi tôi là có tính kiềm, bôi vào vết đốt thì hoàn toàn làm giảm đau nhức, chính xác. Vậy mình có số phát biểu đúng là A, C, D, E, G, 1, 2, 3, 4, 5. 5 phát biểu đúng. 5 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 5. Ok, bây giờ mình sang câu số 33, câu điện phân theo phương pháp xương cá của thầy. Câu điện phân theo phương pháp xương cá. Hợp luôn ạ. 33. Điện phân theo phương pháp xương cá nha. Điện phân dung dịch X có chứa 3 amon CuNO3 2 lần. Và amon, từ từ để thầy chuyển sang một cái video khác đã, cho ta dễ học. Oh, chào các em à. Ok. À, chào em, chúng ta sang tiếp 8 câu cuối khó nhất của đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia 2019. Và mình sẽ có câu đầu tiên. Đây là câu số 33, câu điện phân. Và câu điện phân này chúng ta phải nắm vững cái phương pháp mà xương cá của thầy mình thì mới làm được. À, điện phân dung dịch chứa 3 amon CuNO3 2 lần. Cu 3 amon. Amon KCl. Với điện cực trơ mà ngăn xốp đến khi khối lượng cathode tăng 12,8 g. Cathode, anode, khối lượng cathode tăng. Và mình xét ở bên cathode trước. Bên cathode khi điện phân thì đầu tiên là có đồng điện phân trước, kali không bị điện phân. Đây là bên cathode điện phân thì có đồng 2 cộng bên hành đồng, đúng không? Khối lượng cathode tăng thì chính bằng khối lượng đồng bám vào. 12,8 g này chính là khối lượng của đồng. Mình có là 12,8 chia 64 bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Thì dừng điện phân thu được dung dịch Y. Dừng điện phân thu được dung dịch Y. Cho 2,24 gam bột mịn sắt vào Y sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO. Thế mình lưu ý này. Đồng rồi. Thế ở bên thằng anode, anode thì lưu ý rằng là
Anode ở đây có Cl trừ. Cl trừ thì biến thành Cl2. Đúng không? Thế ở đây thì mình có rằng là số mol đồng bị điện phân là 0,2 mol, thì hoàn toàn mình suy ngược lại được là số mol của Cl trừ bị điện phân, mình có là số mol E trao đổi là bằng số mol E trao đổi. Thì chính bằng 2 lần số mol đồng đúng không? 2 nhân với lại 0,2 thì bằng 0,4. Và nó chính bằng 2 lần số mol Cl2. Tại vì là Cl trừ 1 về Cl0 nhiều đi 1 E nhân 2 là 2. Đúng chưa? Vậy mình tìm được số mol Cl2 bay ra là 0,4 chia 2 thì bằng 0,2 mol. Vậy tương đương với việc là số mol Cl trừ phản ứng là 0,4 mol. Mình chưa chắc. Đây là mình giả sử thôi, chứ mình vẫn còn có một khả năng nữa là Cl trừ hết và NO3 trừ dư. Đúng chưa? Thế mình lưu ý này. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu khí NO, NO3 trừ vẫn dư này. 16 gam hỗn hợp kim loại. Lưu ý cho thầy cái cụm từ này. 16 gam hỗn hợp kim loại. Nhá. Nhìn rõ cái từ này chưa? 16 gam hỗn hợp kim loại. Vậy là chắc chắn là thằng thằng nào? Thằng sắt với thằng đồng dư. Đúng chưa? Sắt với đồng dư. Vậy là kim loại mình là có sắt, có đồng. Một điều thứ hai nữa là sinh khí sinh ra của mình là khí NO. Vậy làm sao để sinh ra được khí NO? Sinh ra khí NO khi và chỉ khi có cái phản ứng sau này. Có phản ứng mà NO3 trừ cộng với lại H cộng. Đúng không? Thì mới sinh ra được NO. Thế thì điều này dẫn đến một điều là chắc chắn phải có H cộng sinh ra. Mà H cộng sinh ra thì nó chỉ có là do thằng nước điện phân tạo thành O2 cộng với 4H cộng thôi. Vậy điều này chứng tỏ là Cl trừ phải hết và có sự điện phân của nước. Nhớ chưa? Mình có sự điện phân của nước nhá. Mình có sự điện phân của nước. Vậy ở đây này, mình có này. Ở bên thằng cathode thì mình có số mol là đồng hay cộng dư. Đây, đồng phản ứng là từ đây. Vậy suy ra số mol của đồng 2 cộng dư sẽ là 3 trừ đi 0,2. Được chưa? Cl2 là phản ứng hết nhá. Cl2 phản ứng hết, vậy phản ứng hết là A thì này là 0,5 à. Vậy oxy. Oxy của mình sinh ra là bao nhiêu? Đúng chưa? Anode, đấy oxy của mình sinh ra ở đây là B. Vậy hoàn toàn mình có bảo toàn electron. Số mol trao đổi là 0,4. Thì bằng oxy này, từ oxy trừ 2 về oxy 0, trừ 2 trừ đi 0 thì bằng trừ 2 nhân 2 thì bằng 4. 4B cộng với 2 nhân 0,5 à. Một cháo nha. Một cháo có thể bảo toàn E. Được chưa? 0,2 đây là 0,4 bằng 4A cộng với lại 4A cộng với lại 2 nhân 0,5 thì bằng. Ở đây là 4B cộng với lại 1A. Được chưa? Tiếp tục mình có là số mol H cộng. Đây thì bằng 1 phần 4. B nhân 4 chia 1. Vậy là bằng 4B. Số mol H cộng thì bằng 4B. Thế thì hoàn toàn mình có là số mol H cộng phản ứng thì bằng 4 lần số mol NO. Thế mà khí NO chưa cho gì, chỉ biết là 16 gam kim loại thôi. Được chưa? Vậy suy ra số mol NO sinh ra sau này này thì bằng là 4B chia cho 4 thì bằng B. Số mol NO sinh ra sau bằng B. Nhá. Số mol NO sinh ra bằng B. Thế giờ mình đi bảo toàn electron tiếp tục của cái phản ứng oxy hóa khử ấy. Bảo toàn electron tiếp tục phản ứng oxy hóa khử. Thì mình có số mol sắt phản ứng. Số mol sắt phản ứng, bản chất thực sự số mol sắt phản ứng thì có phải là bằng 3 trừ đi 0,2 cộng với 1,5B không? Nghĩa là sao nhỉ? Đây nhá, số mol sắt phản ứng thì có phải là sắt vào thì tác dụng hết với đồng 2 cộng dư không? Đây đồng 2 cộng dư đây, 3 trừ 0,2. Đây, được chưa? Còn lại, bảo toàn E nữa là sắt phản ứng nữa thì là sắt từ sắt 0 lên sắt dương 3. Đúng chưa? Nitơ thì nitơ từ nitơ dương 5 về nitơ dương 2 vậy là 3B. Vậy là 3 chia cho 2 do là có sắt với đồng nên là sắt chỉ lên sắt dương 2 thôi. Vậy là chỗ này là 3B. Đây, 3B mà chia cho 2 thì bằng 1,5B. Đây là số mol sắt phản ứng. Nhá. Vậy suy ra mình có à, 2,24 gam bột sắt. 2,24 gam bột sắt. Còn chỗ này là 16 gam hỗn hợp kim loại đấy thì mình đi bảo toàn khối lượng đấy. À, thì 16 gam hỗn hợp kim loại
sẽ chính bằng sắt dư thì đồng nó phải chu ra hết đúng không? Sắt dư mà đồng nó phải chu ra hết thì sắt dư có đồng đồng hay cộng dư trong dịch không? Hỗn hợp gồm kim loại là sắt và đồng, vậy 16 gam này là hỗn hợp gồm có cả đồng và gồm có cả sắt, trừ đi thằng sắt phản ứng thì sắt ban đầu là 2,4. 2,4 trừ đi khối lượng sắt phản ứng là 56 nhân với lại 3 trừ đi 0,2 cộng 1,5B cộng với lại đồng bám vào. Đồng bám vào thì phải trừ đi 3,2, 64 nhân với 3 trừ đi 0,2. Thế mình có hệ đúng không? Suy ra mình có này, phá cái thằng này ra. 56A. Đây là 64 nhân 3 trừ đi 56 nhân 3. 24. 24A. Xong cháu này. Xong cháu này. B này. Trừ 56 nhân 1,5. Trừ 84, trừ 56 nhân 1,5, trừ 84B. Xong rồi này. Đấy, 2,4 trừ đi 56 nhân với lại trừ 0,2 trừ đi 64 nhân 0,2 bằng 20,8. Mà trừ đi 16 4,8. Vậy kết hợp với biểu thức bảo toàn electron ở bên trên thì mình có là 0,4 thì bằng ở đâu? A cộng với 4B thì bằng 0,4. Vậy mình giải được hệ đúng không? 1, 2 này. 24 bằng 84 bằng 4,8 bằng 1 bằng 4 bằng 0,4 bằng có chết âm. Có lỗi đâu không nhỉ? 24 này trừ đi 56A này trừ đi 0,2 cộng 1,5B này cộng với 64 này nhân 3A này trừ đi 0,2 này thì bằng này 24A này trừ đi 84. Chỗ này chắc là thầy tính nhầm, chắc là nó phải là số âm. Xem lại xem, 2,4 này là cộng với lại 56 nhân 0,2 này trừ đi này 64 nhân 0,2 này bằng này. Đúng rồi, 20,8, 20, chỗ này âm. Âm 4,8 mới đúng. 24 bằng 84 bằng âm 4,8 bằng 14 0,4. Sao vẫn âm nhỉ? Chỗ này mình bị tính nhầm ở đâu ấy, thầy bấm máy tính giải hệ bị nhầm ở đâu á? À. Đúng rồi, đây là A, đây là 4B. 2 không phẩy năm bằng A, 4B không phẩy bốn, đúng rồi. Thử tính đây xem nhá. 2,4 này. 56 nhân tính lại cái 56 trừ 56 trừ 56 nhân 3 cộng 64 nhân 3 bằng 24A trừ 56 56 nhân 1,5 trừ 84B. Rồi, 2,4 trừ 56 nhân trừ 0,2 cộng 64 nhân trừ 0,2 bằng 20,8. Dương 20,8 trừ đi 16 4,8 chuyển sang bên này thì bằng trừ 4,8. Mình bấm máy tính hay bị sai. 24A bằng 84B trừ 84 bằng trừ 4,8 bằng 1 bằng 4 bằng 0,4 bằng đây. Vừa nãy thầy bấm máy tính nhập 0,08 và 0,08. A bằng 0,08, B bằng 0,08. A bằng 0,08, B bằng 0,08. Rồi, để bài hỏi giá trị của A 0,08 đáp án đúng đáp án gì? Đấy, các em thấy không? Việc mình bấm máy tính nhầm cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến việc mình giải bài. Thế nên là phải bấm máy tính thật là chắc nha. Sang câu tiếp. Câu số 34. Tiếp theo câu số 34.
Hỗn hợp T gồm 3ST, X, Y, Z. Mạch hở MX nhọn MI nhọn MZ. Câu này khó ấy. X này nhỏ hơn Y này, nhỏ hơn Z này. Hỗn hợp này, khối lượng này 48,28 này. Tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH. NaOH 0,47. Thu được một muối duy nhất của axit carboxylic đơn chức RCOONa và hỗn hợp Q gồm các ancol no mạch hở có cùng số lượng carbon. Ancol no mạch hở Q. Ancol no hở cùng carbon trong phân tử. Vậy nó sẽ là CnH2n cộng 2 OX đúng không? Đốt cháy hoàn toàn Q. Đốt cháy hoàn toàn Q. Thì thu được số mol CO2 13,44 chia 2,4 thì bằng 0,6. Số mol nước là 14,4 chia 18. 0,8 mol. Số mol nước là 0,8. Vậy thì hoàn toàn mình biết được chắc chắn là do ancol no nên mình sẽ có là số mol ancol mà 0,8 trừ 0,6 thì bằng 0,2. Cùng số nguyên tử carbon luôn nên mình tìm được là 0,6 chia 0,2 thì bằng 3. Vậy một thằng là C3H8OX. Đúng chưa? Hỗn hợp cùng các ancol 3ST. Mình chỉ khẳng định là C3H8OX thôi. Phần trăm khối lượng nguyên tố hydro trong Y. Y đây. Thế mình để ý thế này. Mình thấy rằng là số mol ancol bằng 0,2 mà tác dụng với vừa đủ với NaOH chỗ này là bằng 0,07. Lớn hơn rất nhiều so với lại 0,02. Đúng không? Lớn hơn rất nhiều so với 0,02. Vậy điều này chúng ta chứng tỏ một điều rằng là bọn ST này có thằng ST không phải là ST đơn chứ. Đúng chưa? Thế chúng ta lại nhìn tiếp là đây này. Vừa đủ thế thì ngay lập tức mình suy được số mol muối bằng 0,47 luôn. Đúng không? Thế thì sau khi mình suy được là 0,47 rồi thì đây là hỗn hợp Q trong Y. Đấy thì nó là 0,47 rồi. Thì mình tìm được số mol của oxy trong Q cũng là 0,47. Bởi vì là một thằng này RCONa mà nó đi về RCONa thì nó cũng bằng là 0,47 đúng không? NOxy trong Q. Đấy nhá. NOxy trong Q mà cũng bằng 0,47 rồi. Vậy thì mình có số nguyên tử oxy trong trung bình X. Đây. X trung bình sẽ bằng 0,47 chia cho 0,2 thì bằng 0,47 chia 0,2 bằng 2,35. Vậy một thằng phải lớn hơn 2,35, một thằng phải nhỏ hơn 2,35 mà ở đây chỉ có 3 carbon thôi. Mà số nguyên tử oxy mà thuộc bọn ancol thì không bao giờ vượt quá số nguyên tử carbon. Đúng chưa? Vì vậy nên chắc chắn một thằng là C3H8O3. Chắc chắn 100% một thằng C3H8O3. Và một thằng phải nhỏ hơn. Thế đây là mấy ancol gồm các ancol. Các ancol. Vậy thì nó sẽ một thằng là C3H8O3 này, một thằng là C3H8O2 này và một thằng là C3H8O. Được chưa? Một thằng C3H8O3, một thằng C3H8O2, một thằng C3H8O. Thế là mình xong một ancol nhé. Mình có tổng số mol này. Tổng số mol của ancol là bằng 0,2 này. Đúng không? Thế thì hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của ancol, đúng không? Hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của ancol. Suy ra mở ancol MQ bằng 12 lần NCO2 cộng với lại 2 lần N nước cộng với lại 16 lần N oxy trong Q. Đúng không? Và chính bằng này 12 nhân 0,6 cộng 2 nhân 0,8
cộng 16 nhân là oxy trong quy 0,47. 16,32. Đề bài bảo là tìm số lượng, tìm phần trăm khối lượng nguyên tố hydro trong y mới xoắn. Muốn tìm hydro trong y. Thế thì hoàn toàn ở đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng thì mình tìm được khối lượng của muối, đúng không? Bởi vì mình biết được MQ rồi mà. Đúng không? Mình đi bảo toàn khối lượng nhé, mình tìm khối lượng muối, bảo toàn khối lượng. 48,28 cộng với khối lượng nào quá? 0,47 nhân 40 bằng m muối cộng m ancol là 16,32, đây mình vừa tìm được đây. Thế nên đây mình tìm được m muối này. 48,28 cộng 0,47 nhân 40 trừ 16,32 bằng 50,76. Mà muối bằng 50,6. Vậy hoàn toàn nên mình tìm được R trung bình của muối. Phân tử khối trung bình muối sẽ bằng 50,76 chia cho 0,47. M trung bình của muối mà bằng 108. Vậy thì điều này chứng tỏ rằng là, mà chú ý này, ở đây lại chỉ thu được một muối nhé. Nhìn đề bài kỹ này, một muối duy nhất 108. Vậy thì muối này có dạng là RCOONa thì bằng 108. Được chưa? Vậy suy ra mình có R cộng với cụm này là bằng 67 thì bằng 108. Suy ra R của mình thì bằng 108 trừ 67 41. Sử dụng cái tuyệt chiêu của thầy là lấy 41 chia cho 14 thì bằng 2,9, vậy là gần bằng 3. Vậy suy ra nó là C3H 41 trừ đi 3 nhân 12 5. C3H5 COONa. Đấy chưa? Vậy mình suy ra ba thằng este của mình lần lượt là đấy nhá. Mình có là đầu, đầu axit đây. Đây, đầu este đây. Mà MZ lớn nhất, MY ở giữa, MX ở cuối cùng. Vậy mình chắc chắn mình có ba thằng este của mình là thằng X là thằng nhỏ nhất, nó sẽ là C3H5COOC3H7. Thằng Y của mình là C3H5COO 2 lần C3H6. Thằng Z C3H5COO 3 lần C3H5. Đặt số mol X, Y, Z. Thì phải tổng số mol này chính bằng là tổng số mol ancol không? Mình có hệ phương trình X cộng Y cộng Z bằng 0,2. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn khối lượng, đúng không? Ôi giời ơi. Phương trình số 2 là phương trình bảo toàn khối lượng. Mình có nhá. 12 nhân 3 cộng 5 cộng 44 cộng 12 nhân 3 cộng 7 bằng 128x. 12 nhân 3 cộng 5 cộng 44 bằng nhân 2 bằng cộng 12 nhân 3 cộng 6 bằng 212y. Z 12 nhân 3 cộng 5 cộng 44 bằng nhân 3 bằng cộng 12 nhân 3 bằng cộng 5 bằng 296 bằng 48,28. Cuối cùng là đi bảo toàn tác dụng cái natri là AH này. Thằng này là este đơn chức, vậy là X. Thằng này là hai chức, vậy là 2Y. Ba chức, vậy là 3Z. Thì bằng số mol AH 0,47. Ôi, bấm máy tính đừng bị nhầm nha. Dò lâu lắm. 1 bằng 0,2 bằng. Ôi chết, đấy. Bấm nhầm. 3, 1 bằng 0,2 bằng 8 bằng 212 bằng 296 bằng 48,28 bằng 1 bằng 2 bằng 3 bằng 0,47 bằng. Ơ?
What a rob? What the hell? Không phải 2 này, 128 này, 212 này, 296 này, 48,28 này, 123, 0,47. Thế bị lỗi đâu nhỉ? Hình như là trong này có hai cái hệ nó bị trùng nhau. Mình phải nhìn lại đề bài. Thu được một muối, phần trăm khối lượng nguyên tố hydro trong Y. À, ủa, tâm gì? Không phải giải cái này, đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của nguyên tố hydro trong Y cơ mà. Thế mình tìm được Y rồi thầy. Xem bao nhiêu hydro trong chia phần tử khối. Phần tử khối phải tìm được 212. 5 x 2 là 10, 10 cộng 6 là 16. Khổ lắm, 16 chia cho 212 bằng nhân 100 bằng 7,54%. 7,54%. Chứ phải là 7,55 không? Đáp án đúng đáp án D. Khổ bạn dễ ợt mà tôi cứ đi làm kiểu gì. Toàn đúng không? Mình đến đây là xong rồi mà cả nhà. Đúng chưa? Đến đây xong. Sang tiếp nhá. Câu tiếp theo câu số 35. Câu này hay này, ST2 này. Điện phân hay này. Câu số 35. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm natri này, K2O này. Ui câu này là một câu đếm bẩn thầy vẫn dạy chúng ta đấy. 35. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm natri này, K2O này, Ba này, BaO này. Trong đó oxy chiếm 10% khối lượng. Kệ nó. MOC bằng 0,1. Đây là MX. MX vào nước thì thu được NaOH, KOH, BaOH 2 lần. 300 ml dung dịch Y, 0,3 lít. Và khí hydro 0,336 chia 2,4 bằng 0,015. Trộn 300 ml dung dịch Y với hỗn hợp gồm HCl 0,2 nhân 0,2 bằng 0,04. H2O3 là 0,3 nhân 0,2 bằng 0,06. Thì thu được dung dịch có pH bằng 13 và là 0,5 lít. Thế thì dung dịch có pH bằng 13, mình thấy là pH này lớn hơn 7. Vậy suy ra anh này là dung dịch kiềm. Thì tương đương với lại là OH trừ dư. Được chưa? Thế pH bằng 13 thì mình dẫn đến là mình tìm được là pOH của mình bằng 14 trừ 13 bằng 1. Suy ra nồng độ OH trừ bằng 14 trừ 1 là 0,1. Suy ra số mol OH trừ dư là bằng 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05. Được chưa? Số mol OH trừ dư là 0,05. Thế mà mặt khác mình có tổng số mol OH cộng. Thì chính bằng số mol HCl là 0,04 cộng số mol HNO3 là 0,06 thì bằng 0,1. Mà OH trừ dư 0,05. Hai thằng này suy ra số mol OH trừ trong hỗn hợp này. Suy ra số mol OH trừ trong hỗn hợp này. Hỗn hợp này gọi là hỗn hợp Y. Sẽ chính bằng 0,05 cộng với lại 0,1 bằng 0,15. OH trừ trong Y bằng 0,15. Được chưa? Thế vậy. Vậy bây giờ mình quay trở về bài toán này. Mình có bài toán này bây giờ đề bài muốn chúng ta tìm giá trị của M. Đúng không? Muốn chúng ta tìm giá trị của M. Đây. Giá trị của M đây. Vậy muốn tìm giá trị M mình cần phải biết A, B, C, D. Được chưa? Trong đó mình có một dữ kiện đầu tiên là dữ kiện là MO bằng 0,1 phần MX. Đúng chưa? Dữ kiện thứ hai là sinh ra khí hydro, hai dữ kiện. Và dữ kiện số 3 là tổng số mol OH trừ. 4 ẩn
nhưng lại chỉ có một dữ kiện, hai dữ kiện, ba dữ kiện thì không thể giải được. Vậy hoàn toàn mình được quyền hủy đi một lần. Kem được quyền lựa chọn một trong bốn lần này hủy. Ở đây thầy sẽ lựa chọn hủy bản BAO. Nhá, khi hủy bản BAO thì được này. A mol là A mol. 2B C mol. Được chưa? Vậy thầy đã đủ ba lần để thầy giải hệ thì được này. Đầu tiên là sinh năm hydro cho dễ. Một thằng natri thì sinh ra 1 phần 2 hydro 0,5A. Kaio không sinh 0B. Một bari sinh ra 1 hydro C 0,015. Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn OH trừ đây trong Y đây. A cộng 2B cộng 2C thì bằng 0,15. Được chưa? Cuối cùng còn một cái phương trình nữa là phương trình phần trăm oxy. Đúng không? Natri không có oxy, bari không có oxy, K2O có oxy. 16B chia cho khối lượng 23A cộng với 39 nhân 2 94 B cộng 137 C bằng phần trăm 0,1. Vậy nên đây mình giải hệ được luôn, mình biến đổi luôn là 160B luôn nhỉ. Thế là mình có 23A cộng với 94 trừ 160, 94 trừ 160 bằng trừ 66, trừ 66B cộng 137 C bằng 0. Đấy, giải hệ. Ui thầy ngại bấm máy tính giải hệ lắm. Lại còn 3 0,5 bằng 0 bằng 1 bằng 0,015 bằng bằng 2 bằng 2 bằng 0,15 bằng 23 bằng 6 trừ 6 bằng 137 bằng 0 bằng ui biết ngay mà. À, cái này râm cũng được mà. A bằng âm 0,0418. Riêng đến bản được quyền âm âm 0,0418. B bằng 0,06. C bằng 0,0359. Được chưa? Giá trị của M. Thế bây giờ mình tìm M thôi. Âm 0,0418 nhân 23 cộng 0,06 nhân 39 nhân 2 cộng 16 cộng 0,0359 nhân 137 bằng 9,59. 9,59 thì gần bằng 9,6. Đáp án đúng mình là đáp án à. Dạ bạn chưa? Kinh khủng không? Sang câu tiếp nha. Câu số 36. Tiến hành điều chế thí nghiệm etin acetat theo các bước sau đây. Điều chế etin acetat theo các bước sau đây. Bước 1 là cho CaS5, CH3SOH vài giọt dung dịch H4 đặc vào ống nghiệm. Bước này là CH5 này, CH3SOH và H4 đặc vào ống nghiệm thì chưa có điều gì xảy ra cả. Thằng này tan, thằng này tan. Vậy hiện tượng đầu tiên thì là tất cả thằng đều tan. Được chưa? Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy thì lúc này nó có xảy ra phương trình phản ứng này. CH5OH cộng với lại CH3COOH để tạo thành mũi tên hai chiều nhé, H cộng để tạo thành CH3COO C2H5 cộng với nước. Thế lúc này đun cách thủy này thì anh này anh ép te tạo thành, anh ép te này không tan trong nước nên lúc này là dung dịch nó bị phân tách lớp. Đấy, nhưng tách lớp ít thôi. Làm lạnh sau đó rót NaCl bão hòa vào ống nghiệm thì lúc này tách lớp nhiều hơn. Bởi vì thằng NaCl này cho vào thì nó làm cho trọng lượng riêng của nước nặng hơn. Nên là nó nước sẽ chìm xuống hơn. Được chưa? Bởi NaCl ta trong nước, còn lại cái thằng Fe thì nó sẽ nổi lên. Được chưa? H2O4 đặc vừa làm vai trò xúc tác vừa tăng hiệu suất sản phẩm. Đúng, chính xác. Mục đích chính của việc NaCl bão hòa này tránh phân hủy sản phẩm. Không phải tránh phân hủy. Sau bước 2 ống nghiệm vẫn còn. Đúng đây. Sau bước 2 vẫn còn, đây là mũi tên hai chiều. Sau bước 3 chất lỏng ở ống nghiệm tách thành hai lớp, chính xác. Vậy mục đích chính thêm NaCl bão hòa là để cho chất lỏng tách thành hai lớp nhá. Vậy phát biểu sai là B. Câu 37. Hòa tan hoàn toàn hai chất đoạn XY có số mol bằng nhau và nước thu đúng đường Z. Tiến hành thí nghiệm sau. XY số mol bằng nhau nhé. XY số mol bằng nhau. XY số mol bằng nhau gọi là một mol đi.
tác dụng với NaOH dư thì thu được kết tụa N1 mol. NH3 dư thì thu được N2 mol kết tụa. Vào Ag NO3 dư thì thu được N3 mol kết tụa. N1 nhỏ N2 nhỏ N3. Thử thôi. Này bây giờ chỉ có thử. IA này. NaCl và FeCl2 xem nhé. Vào NaOH dư chỉ thu được kết tụa FeOH 2 lần. NO3 dư FeOH 2 lần. Toàn. Được chưa? IB. IB. Al NO3 3 lần và Fe NO3 2 lần. Thì IB này mà vào NaOH dư thì chỉ thu được kết tụa FeOH 2 lần. Bởi vì AlOH 3 lần bị tan. Vào NH3 dư thì thu được FeOH 2 lần và AlOH 3 lần. Đúng. Vào AgNO3 dư thì mình chỉ thu được kết tụa bạc. Anh này là 1, anh này là 1 thì thu được 1 mol kết tụa bạc, thằng này là 1, thằng này là 1. Nhân xem biết ngay là bạc nhỏ hơn, chỗ bạc này 108 này. Anh này là 56 cộng với lại 34 cộng với 78 lớn hơn, đúng không? Vậy là loại tiếp. C nhá. FeCl2 FeCl3 vào NaOH dư thì thu được kết tụa FeOH 2 lần. FeOH 3 lần. Đúng chưa? Có kết tụa này. Vào NH3 dư thì thu được kết tụa FeOH 2 lần cũng Fe OH 3 lần, hai thằng kết tủa này bằng nhau. Loại nốt. Được chưa? Ý dê. Còn dê rồi chắc chắn dê đúng rồi. Nhưng mà cứ làm dê thôi nhỉ. Dê nhá. Dê nhá. Dê này. FeCl2 AlNO3 3 lần vào NaOH dư thì mình chỉ thu được mỗi kết tụa FeOH 2 lần. Vào NH3 dư thì mình thu được hai kết tụa là FeOH 2 lần AlOH 3 lần. Đúng chưa? Vào AgNO3 dư thì mình thu được này, sắt này sắt dương 2 này thì mình ra được kết tủa bạc. Và hơn nữa là bạc cộng cộng với Cl trừ thì mình có kết tủa AgCl nữa. Đúng không? Đây là 1, đây là 1, đây là 1, đây là 1 này, đây là 1 này. Ra một bạc này, nhưng mà lại còn thêm Cl trừ đây là 2 nữa. Chắc chắn lớn hơn. Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Được chưa? Hiểu bài chưa? 3 câu nữa. 3 câu cực khó luôn. Ba câu cực khó nữa. Sẽ vào câu đầu tiên, câu 38. 38 này chúng ta phải sử dụng phương pháp quy đổi rồi. Cho xy là hai axit carboxylic đơn chức MX nhỏ MY. Đơn chức x y MX nhỏ MY. Hai axit carboxylic đơn chức T là ST3 chức T. Hai này là axit đơn chức T là ST3 chức được tạo bởi từ xy và glycerol cho 23,06 gam và glycerol nữa cơ, gồm xyt xong lại có cả glycerol lằng nhằng nhờ. 23,06 gam XYT xong có cả glycerol là C3H8O3. Số mol của X bằng 8 lần số mol của T. Số mol của X bằng 8 lần số mol của T. Đây thằng X đây. Đặt nó là X. À đâu,
đặt nó đặt t là 8x thì đây là x 8 là số mol t. Tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH. Tìm được số mol NaOH bằng 2 nhân 0,2 bằng 0,4. Thường những câu như này hay dễ. Thu được hỗn hợp F gồm hai muối. Hai muối. À hai axit đơn chức. Không biết nói không? Chưa biết nói không? Hai muối, tỷ lệ mol là 1 chia 3. Một muối của x, một muối của y. Tỷ lệ là 1 chia 3. Mà số mol của x mình vừa đặt xong. X gấp 8 lần t mà, đây là x, vậy một thằng là x, một thằng là 3x. Hai muối tỷ lệ mol thì cũng chưa biết được. Hoặc là 3x với x, hoặc là x với 0,3x. 3,68 gam glycerol. Glycerol C3H8O3 3,68 0,4 mol. Đốt cháy hoàn toàn F cộng oxy thì cần vừa đủ 0,45 mol oxy. Thu được Na2CO3 H2O CO2 0,4. Phần trăm khối lượng của T trong E có giá trị gần với giá trị nào sau đây? Ui cậu này toàn phết nhỉ. Số mol Na2CO3, số mol NaOH chỗ này là cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH. Vậy thì mình tìm được số mol Na2CO3 bảo toàn natri được nhỉ? Bảo toàn natri này, đây là 0,4, vậy suy ra này bằng 0,4 chia cho 2 thì bằng 0,2. Đúng chưa? Đây là F đây. Đây là F đây. Thế thì mình có là có phải là số mol oxy trong F thì bằng 2 lần số mol NaOH không? Bởi vì là một NaOH ăn với một nhóm CO mà. 0,8 mol. Được chưa? Tiếp tục nha. Đốt cháy hoàn toàn F thì có phải oxy chui hết vào đây không? Đốt cháy hoàn toàn mà. Đốt cháy hoàn toàn F. Thế bây giờ mình bảo toàn oxy nhỉ? Bảo toàn oxy này. À, đây là bằng 0,8 đúng không? 0,8 cộng 0,45 nhân 2. Trừ đi 0,2 nhân 3 trừ đi 0,4 nhân 2 bằng 0,3. Số mol nước bằng 0,3. Ok. Bây giờ mình tách ra. Vậy muối của mình thì chẳng biết nó có no hay không. Bảo toàn carbon đi. À, bảo toàn carbon thì có phải đây là 0,2, 0,4 bằng 0,6. 0,6 lớn hơn 0,3. Vậy thì khả năng cao là nó no. Đây là khả năng cao nó no. Cũng chưa chắc là nó no. Chưa chắc cú một tiểu nào. À, bình thường nếu là muối thì nó sẽ là CnH2n cộng 1 CONa. CnH2n cộng 1 CONa. Chưa chắc ăn một tẹo nào luôn. Mình chỉ biết chắc chắn là thằng hai muối tỷ lệ mol là 1 chia 3 nhá. Hai muối tỷ lệ mol là 1 chia 3 này. Thế mà tổng số mol NaOH là 0,4. Vậy thì suy ra một thằng là 0,1, một thằng là 0,3. Đấy cái này chắc chắn một thằng 0,1, thằng 0,3 luôn. Tổng số mol của hai muối là 0,4. Đúng không? Có thể mình bảo toàn khối lượng nhỉ. Mình bảo toàn khối lượng mình tìm mờ muối, đúng không? À, giờ thầy đi bảo toàn khối lượng thầy tìm được mờ muối này. Bảo toàn khối lượng nhá. Mình có tổng khối lượng của này cộng khối lượng của oxy. Tổng khối lượng này trừ khối lượng oxy bằng mờ muối. Bảo toàn khối lượng tìm mờ muối. Mờ muối F ấy. Bằng MNA2 cộng với lại mờ nước cộng với MCO2. MCO2 là 0,2 nhân 106 cộng với 0,3 nhân 18 cộng 0,4 nhân 44 bằng trừ đi 0,45 nhân 32 bằng
29,8. M muối bằng 29,8. Vậy đến đây mình tìm ra được phân tử khối trung bình của muối 29,8 chia 0,4 74,5. Một thằng phải nhỏ 74,5, một thằng phải lớn 74,5. Thế là muối chúng ta là RCONa. Vậy là trừ đi 67. 7,5, vậy chắc chắn phải có một thằng là HCO, đúng không? Chắc chắn một thằng phải HCO 77,5 mà. Muốn ra là R trung bình CONa mà bằng 74,5. Suy ra R trung bình của mình bằng 7,5. Đúng chưa? 7,5, vậy thì chắc chắn một thằng phải là H. Đúng không? Một thằng là H, vậy một thằng còn lại là gì? Đúng không? Nhiệm vụ mình đi tìm thằng còn lại. Một thằng là H rồi. H thì nó sẽ là HCOONa. Một thằng là RCOONa. Một thằng 0,1, một thằng 0,3. Thế giờ phải giả sử thôi chứ mình cũng chẳng làm gì. 7,5 gần thằng nào hơn. 7,5 giả sử là 15. 15 chia 2 thì 7,5 gần thằng H hơn. Gần thằng H hơn thì giả sử như thằng H chiếm số 1 nhiều hơn. Đây 0,3 thì này 0,1. Giả sử thôi nhá. Mà khối lượng muối mình vừa tìm được bằng 29,8. Vẫn đi tìm R. 29,8 trừ đi 0,3 nhân với lại cái này bao nhiêu nhỉ? 68 chia 0,1 bằng trừ 67 bằng 27. Suy ra R bằng 27. 27 thì nó là C2H3CONa. Ngon. Ngon một chảo. Vậy là muối của mình là gồm là CH3CONa và HCOONa. Được chưa? Thế đến đây bắt buộc đề bài nó yêu cầu chúng ta là phần trăm khối lượng của T trong E. Thì bây giờ mình đi quy đổi thôi. Chẳng cách nào khác nữa cả. Giờ mình đi quy đổi. Quy đổi E của mình thành hỗn hợp gồm HCOOH là 0,3 mol và C2H3COOH là 0,1 mol. Mình vừa tìm xong mà. Mình vừa tìm xong nhé. Tiếp tục là C3H5OH 3 lần là 0,04 mol. Chúng ta cũng vừa tính được ở bên trên xong nhé, đúng không? H2O là trừ E mol. Thì có phải ở đây mình có này, khối lượng của E thì bằng 23,06. Đúng chưa? Khối lượng của E thì bằng 23,06. Đây đây, đây là hỗn hợp E này. Thế thì ngay lập tức đến đây mình tìm được E mol luôn. Suy ra số mol nước E sẽ chính bằng khối lượng E bằng 23,06. Mình có là 23,06 trừ đi 0,3 nhân với lại 4 đây là 44, 45, 46 trừ tiếp 0,1 nhân 27 cộng 45 trừ tiếp 0,04 nhân 92 bằng chia 18 bằng. Ui, lẻ thế. Lẻ vậy. Lẻ toát. Bấm lại. Cả năng cao mình bấm nhầm. Đây là 0,4 đúng không? Thằng này 0,3 đúng. Thằng này 0,1 đúng. Nước xem nào. Đề bài cho thằng này bằng 23,06 đúng. Trong này là bằng 45, 46. 46 nhân 0,3 cộng với lại 27 cộng với lại 45 nhân 0,1 cộng 0,04 nhân 92 bằng 23,06. Vừa nãy bấm nhầm cái chỗ. Trừ E bằng chia 18 bằng E bằng âm 0,09. Đấy, chết tôi không. Âm 0,09. Được chưa? Vậy ngay lập tức đến đây mình suy ra được số mol của T bằng E chia 3 thì bằng là âm 0,09 E. Vậy suy ra E bằng 0,09 nhé. Để chữ E bằng 0,09. Vậy nó bằng là 0,09 chia 3 bằng 0,03. Suy ra đến đây mình tìm được N của X sẽ bằng là 8NT và bằng 0,24. Được chưa? Lấy bằng 8 lần NT bằng 0,24. Vậy đến đây mình suy ra được
là số mol của X trong T sẽ chính bằng là 0,3 trừ đi 0,24 thì bằng 0,06 nha. Được chưa? Số mol của X trong T của mình thì bằng 0,06 nhá. Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta phải nhìn thấy một điều rằng là số mol của X trong T thì bằng 2 lần số mol T. Số mol của X trong T bằng 2 lần số mol T. Được chưa? Nên chắc chắn 100% là bên trong thằng T của mình nó sẽ có hai gốc X và một gốc Y. T. Hai gốc X và một gốc Y. Hai gốc X và một gốc Y. Vậy thì ngay tức mình suy ra được T của mình là hai gốc X đây. T của mình sẽ là HCOO. HCOO. Đúng không? Một gốc Y là C2H3 COO. Đúng không? CH2 này, CH này, CH3, CH2. Đấy, đây là T. Và số mol của thằng T của chúng ta thì bằng tổng số mol của nó thì bằng 0,03. Mà đề bài hỏi chúng ta phần trăm khối lượng T trong E. Đây, phần trăm khối lượng T trong E. Đây nhân lên. 0,03 nhân mà ngoặc đơn này 45 cộng với 14 cộng 45 cộng 13 cộng 27 cộng 44 cộng 14 bằng chia cho 23,06 bằng 26,27%. 26,27% thì gần bằng 26. Đáp án đúng đáp án C. Một bài lấy điểm 10 là dễ sợ luôn. Đúng không? Đi thi và làm mấy câu này chắc sợ chết khiếp. Tiếp nhá. Câu 39. 39 nhẹ nhàng hơn rồi. Để M gam hỗn hợp nhôm sắt đồng. M gam hỗn hợp gồm nhôm này, sắt này, đồng này trong không khí một khoảng thời gian thu được 34,4 gam hỗn hợp gồm các kim loại và oxit cho 6,72 lít khí CO 0,3 đi qua X đun nóng thu được hỗn hợp Y và khí Z. Tỷ khối soi hydro là 18. Vậy khí Z là gồm CO, CO2. 18 x 2 thì bằng 36. Cháu này 28, cháu này 44. Thằng này trừ thằng này bằng 8. 44 trừ 36 cũng bằng 8. Vậy tỷ lệ là 1:1. Vậy mình đặt được luôn, mình suy được luôn số mol của CO dư sẽ là 0,15 và số mol CO2 sinh ra là 0,15. Được chưa? Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa HNO3. HNO3 số mol là 1,7. Thu được dung dịch X. Thu được dung dịch chứa 117,46 gam muối cộng với 4,48 là 0,2 mol hỗn hợp gồm NO, N2O. Tỷ khối soi hydro là 16,75. 33,5. Trong này 30, trong này 44. Thằng này bằng 3,5. Thằng này bằng 44 trừ đi 33,5 bằng 10,5. 10,5 mà chia 3,5 thì bằng 3 chia 1. 0,2 mà chia làm 4 phần bằng nhau. Vậy mỗi phần bằng 0,05. Vậy N2O bằng 0,05. NO bằng 0,15. Ok. Mệt phết. Đề bài hỏi giá trị của M. Đây, đề bài hỏi giá trị bằng nào. Đúng không? Thế thì ở đây mình phải hiểu là 34,4 gam hỗn hợp này thì gồm là kim loại và oxy trong oxit à. Ăn với CO thì mình biết được là số mol oxy trong oxit phản ứng lại tận đây. Ra được HNO3 NO. Thế này hình như mình bảo toàn mình tìm được nước. Đúng không? Thế thì mình đặt đi là trong cái thằng hỗn hợp X này của mình gồm kim loại và oxy chiếm là amon. Đúng chưa? Vậy thì trong hỗn hợp Y này của mình này, phản ứng này
thì nó vẫn còn là kim loại này. Nhưng mà oxy này amon này thì đã có amon oxy trong oxit chui vào CO2 rồi với giá trị là 0,15. Vậy là oxy trong oxit chỗ này là còn là A trừ đi 0,15 nữa thôi. Đúng chưa? Đúng chưa này? Các bạn phải hiểu chỗ này thì mới làm được nhá. A trừ 0,15 nhá. Vậy mình có này. Cái M kim loại người ta đặt là M gam đi. Thì mình có cái chỗ này là bằng 34,4 thì bằng M cộng với lại 16A. Một cháu nhá. 34,4 thì bằng M cộng với lại 16A nhá. Thứ hai này. Y thì vẫn là gồm M gam kim loại với lại lúc này là A trừ đi 0,15 oxy trong oxit. Được chưa? MX rồi. Bây giờ sang H2O3. H2O3 này là do có nhôm nên thầy nghĩ khả năng cao nó còn N4. Nhôm 3 cộng, sắt 3 cộng, đồng 2 cộng, NH4 cộng. Thế thì ở đây mình cũng chưa bảo toàn khối lượng được. Tìm được số mol H cộng. À đúng rồi, mình có. Nhớ lại bảo toàn electron. Mình có số mol H cộng thì bằng 4 lần số mol NO cộng với lại N2O là 10 lần số mol N2O cộng với 2 lần số mol oxy trong oxit cộng với lại NH4 nó là 10 lần số mol NH4 cộng. Số mol cộng đây bằng 1,7 thì bằng 4 nhân 0,15 cộng với lại 10 lần số mol N2O là 10 nhân 0,05. 2 lần số mol oxy trong oxit thì 2 nhân với A trừ đi 0,15 cộng với 10 lần số mol N4 cộng. Thế đặt số mol N4 cộng là B đi cho xong. Đây là số mol N4 cộng là B. Là một phương trình nhá. Phương trình nữa, phương trình bảo toàn hydro. Hydro cần có nước. Ừ được. Phương trình nữa, phương trình bảo toàn hydro là sao? Đúng không? Một phương trình nữa, phương trình bảo toàn hydro nữa là xong. Xem nhá. Đây là nó chỉ cho mình AB. Vậy mình biến đổi thằng này đi. 1,7 này, 1,7 trừ đi này, 4 nhân 0,15 này, trừ đi này, 10 nhân 0,05 này cộng với này, 2 nhân 0,15 này. Đây là bằng này 0,9 2A cộng 10B 0,9. Phương trình thứ hai, phương trình bảo toàn H cộng à, phương trình bảo toàn hydro thì không phải là hydro ở trong H2O3 là 1,7 không? Thì trừ trong NH4 1,7 hydro trong H2O3 thì chui vào trong NH4, trong sản phẩm này có NH4 cộng này, B mol này, 4B cộng với lại 2 lần số mol nước. Nước thì nó là oxy trong oxit còn dư chui ở trong này. Nước là oxy trong oxit chui ở trong đấy thì ra nước. Đúng nhỉ? 1,7. Thế thì lại phải dây thêm thằng nước nữa. Không hợp lý cho lắm, bởi vì lại dây thêm thằng nước nữa thì chết. À mình còn cái M dung dịch là M muối. Sao mình không sử dụng nốt này nhỉ? Tội gì? Đây một cái nhá. Không cần lôi M nước đây là vào làm gì cả. Cái thằng dung dịch này mình còn nghĩa dụ kiện là 117,6 này. Thế mình có đây giải hệ 3 ẩn đi. Thằng này rồi là M16A cộng với 0B cộng với M bằng 34,4. Bây giờ còn cái mở dung dịch này nữa. Mở dung dịch này của mình gồm này, kim loại này, đúng không? NO3 trừ này, còn NO3 trừ nhỉ? Đúng không? NO3 trừ này, NH4 cộng này, đúng không? Mở kim loại thì đặt là M. NO3 trừ thì bằng 1,7 trừ đi NO, N2O.
62 nhân với 1,7 trừ đi nitơ trong NO là 0,15. Trừ đi nitơ trong N2O là 0,05 nhân 2. Đúng không? Cộng với lại khối lượng của NH4. NH4 là 14 cộng 4 là 18, 18B. 117,46. Sẽ hệ ra 7, 1, 3, 2 bằng 10 bằng 0 bằng 0,9 bằng 16 bằng 0 bằng 1 bằng 39,4 bằng A3. A đâu? Ở trong này không có A. Trong này không có A. Trong này phải có A chứ. Trong này không có A là toang đấy. Đúng không? Trong này không có A là toang đấy. Chưa phải đâu. Trong dung dịch này của chúng ta thì tồn tại, trong dung dịch của chúng ta thì tồn tại kim loại này. NH4 cộng, kim loại là M ga biết rồi. NH4 cộng là B mol. NO3 trừ phải là 1,7 trừ đi 0,15 trừ 0,05 nhân 2 và trừ cả N4 cộng là trừ đi B nữa. Thế mới được. Nhưng mà nó vẫn không có A. Chắc không sao đâu. Vậy là cái hệ số 3 của mình phải là M cộng với 62 nhân với 1,7 trừ đi 0,15 trừ đi 0,1 bằng 1,7 trừ đi 0,15 trừ đi 0,1 bằng 1,45 trừ B cộng với 18B thì bằng 117,46. Rồi mới tính sở hệ 1, 3 này. 2 bằng 10 bằng 0 bằng 0,9 bằng 16 bằng 0 bằng 1 bằng 34,4 bằng A, không có A, 0 bằng B là trừ 62 cộng 18 bằng M1 bằng 117,46 trừ 62 nhân 1,45 bằng đây. A bằng 0,4, B bằng 0,01, M bằng 28. Ui, M bằng 28 tròn đấy. Các chị M bằng 28. Dễ. Xong câu 39 nha các cháu nha. Sang câu 40. Câu cuối cùng của này này. Câu cuối cùng của này. Cho hỗn hợp E gồm. Hỗn hợp E gồm 0,1 mol C5H11 O4 N4 0,15 mol Y C5H14 O4 N2. Thằng này là muối của axit hai chức. Thằng này nó là muối của axit hai chức. Muối axit hai chức. Tác dụng hoàn toàn với cao hoắt thì thu được ancol đơn chức ROH, một ancol đơn chức, hai amin no kế tiếp, hai amin no kế tiếp và dung dịch T. Cô cạn T thu được G. Ba muối khan cùng số carbon trong nguyên tử, trong đó hai muối của axit carboxylic và một muối của một alpha amino acid. Một muối amin, đây là muối hai chức. Muối hai chức bây giờ thì với cái việc nó là muối hai chức, muối của axit hai chức, vậy thì trường hợp thứ nhất nó sẽ là vậy thì bây giờ mình đi tìm cái thằng dễ nhất, đúng không? Cái thằng dễ nhất của mình là O4N2 là thằng dễ nhất. Muối của axit hai chức, vậy đầu tiên nó sẽ là COO này, COO, đúng không? Hai nitơ, muối của axit hai chức, vậy thằng này sẽ là
H3N. Một ancol 2 amin vậy khả năng thằng nào là 2 amin no kế tiếp rồi. Đúng không? 5 carbon, đây 1 2 rồi. Vậy thằng này là CH3, thằng này là C2H5. Đúng chưa? Vậy thì mình suy được 2 amin của mình là một thằng là CH3NH2, một thằng nữa là C2H5NH2. Ngon chưa? Được chưa? Dung dịch T là gồm hai muối của hai axit carboxylic không biết, nhưng mà một muối của alpha amino acid. Thế là vậy là một muối trong dung dịch T là mình có một muối là muối CONa hai lần. Và đây nó là một muối của axit amino mà lại ba muối khăn cùng xuống nguyên tử carbon trong phân tử. Vậy là một muối nữa của một alpha amino acid chắc chắn nó phải là gì? COONa này. CH2 này. NH2 này. Đúng chưa? Mà còn một muối nữa chắc chắn nó phải là gì? CH3COONa. Đấy, bởi vì nó cùng xuống nguyên tử carbon cơ mà. Vậy thì suy ra này, đây một muối đây rồi. Vậy thì thằng này nó sẽ được tạo thành từ CH3COO. Amino acid H3N. CH2COO. 5 carbon, 1, 2, 3, 4. Thiếu một carbon nữa. Một ancol vậy thì CH3. Thì ra ancol này là CH3OH. Đúng chưa? Ngon. Vậy mình xin được hai muối. Đấy, mình suy luận. Các bạn, phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G. Muối có phân tử khối lớn nhất. Đây, 3 muối. Từ từ, 0,1 mol thằng này, 0,15 mol thằng này. Thế mình sang mở muối nha. Hơi khó nhìn. Đây. 0,1 mol anh này thì ra 0,1 mol muối CH3COONa. 0,1 mol. Muối amino acid cũng là 0,1 mol. Muối CONa là 0,15 mol. Muối có phân tử khối lớn nhất trong bọn này, giờ xem anh này là 67. 67 nhân 2 134. Anh này là 16 cộng 14 cộng 67 bằng 97, và anh này lớn nhất. Đúng không? Phần trăm khối lượng của muối phân tử khối lớn nhất. Vậy bây giờ sẽ là phần trăm khối lượng của CONa hai lần. Mẫu đơn 67 nhân 2 bằng chia mẫu đơn N cộng 0,1 nhân 82 cộng 0,1 nhân 16 cộng 14 cộng 67 bằng 52,89. Đáp án đúng đáp án C. Wow. Đã xong cái đề số 1. Đấy, đề thi minh họa của Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thì chữa khá là kỹ, kỹ càng cho các em. Em chú ý theo dõi thật kỹ những câu nào không hiểu làm lại. Cái phần chữa đề này là thích hợp với những bạn mà luyện từ mất gốc cho đến tận 90 điểm nóng tóc có thể xóa hết rồi. Ok, bây giờ chúng ta sang tiếp đề số 2 nhá. Các bạn chào tạm biệt các em.